đang thấy rõ mọi tội lỗi những linh hồn này đã phạm, và theo đó mà xét xử ấn định mức thưởng phạt. Chúng con khẩn khoản xin Chúa lấy lòng khoan dung mà xét xử các linh hồn du xe và các linh hồn. Xin Chúa đừng cứ tội con người mà xét xử, một nhớ lại tình thương và công cứu độ phải hà của Chúa. Chúa nở ơn. Dạ, hôm nay cũng là ngày đưa tiễn cuối cùng của anh Sở Dừa với anh chị. Thì hôm nay cũng như là ngày cuối cùng cả gia đình anh Sở Dừa nhìn thấy anh Sở Dừa lần cuối, cũng như là hôm nay cả gia đình đưa tiễn anh Sở Dừa và sự ra đi của anh Sở Dừa như thế nào. Thì ở nhà con chờ thằng sắp theo bằng cái vì sao anh Sở Dừa ra đi như thế? Sửa lại thôi chứ đâu cần u đâu mà đang nằm đổ tâm đan mà. Ở đằng sau thì người mẹ của anh Sở Dừa không? Cần đâu? Nước nở luôn. Mày lấy cho bằng thôi. Có nè. Lạch rồi. Chưa. Anh Phúc, anh nhìn anh tim chưa? Chưa, đi qua bên sông này, đi qua sông này đó. Ngã cái đầu anh. Rồi. Rồi. Đừng có lấy nữa. Bên đây nhanh đi trời, đừng ơi. Thằng có nhàn chưa? Cái lo cho mọi người đấy. Được rồi đấy. Lấy nguyên cái đó đưa bỏ đi lần trước rồi này. Để đây này. Đừng có để vậy. Để như vậy không để. Tắt bông nhiều á. Có cái này để bên hông luôn. Ở bên dưới này nữa này, cái này. Thank you.
Có những gì để chính
bên yêu mong manh mà thôi, hãy mang theo hồn và hãy an lòng. Một đời sống hy sinh tình mến an ninh, thương quân vui trong Chúa chi anh. Chờ ngày mai phục sinh trong trần tiên bày tin sống cho đi về đường trên đường này và sau. Ai chưa cắm thì cắm đi.